Trung đoàn Ba Vì Anh Hùng là tên gọi truyền thống của Trung đoàn Bộ binh 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Đây là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, chỉ thị của trên về việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đã có nhiều mục tiêu, biện pháp cụ thể được trung đoàn đề ra nhằm tạo động lực, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy những kinh nghiệm về chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường trong nhiều năm qua, Trung đoàn 141 đã trích quỹ vốn từ tăng gia chăn nuôi để củng cố xây dựng hàng chục thao trường, một trường bắn, 5 bãi tập thể lực, hàng nghìn bia bắn và sổ huấn luyện. Từ thao trường, bãi tập chính quy kết hợp với việc chú trọng huấn luyện cường độ cao, nhiều nội dung khó như huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ăn ở dã chiến dài ngày. Đây chính là tiền đề để 5 năm liên tục đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp định kỳ hàng năm và hàng tháng có nhiều những cái chủ trương, biện pháp lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá những ưu khuyết điểm, nguyên nhân, xác định được cái nhiệm vụ, mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Từ đó thì không ngừng nâng cao cái chất lượng huấn luyện, năm sau thì cao hơn năm trước. Để công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu có chiều sâu, Trung đoàn đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn sát với nhiệm vụ thực tế. Trong đó, cơ quan chính trị hướng dẫn, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn vững mạnh về chính trị. Cơ quan tham mưu tập trung đột phá vào việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cơ quan hậu cần đảm bảo tốt hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội. Cơ quan kỹ thuật hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trên, Trung đoàn đã xây dựng được quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ. Phát huy truyền thống của Trung đoàn, tôi luôn cố gắng trong học tập và công tác, chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chúng tôi đã làm tốt cái công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ chiến sĩ về nội dung chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, mọi cán bộ chiến sĩ đã xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nội dung chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, Trung đoàn 141 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.